Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được, vận đen thì đeo bám, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng, theo phân tích của các nhà tử vi chiêm tinh học, sau khi bước sang ngày 25 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về. Mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến làng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc trong những con giáp may mắn này hay không nhé. Một, tuổi Tý. Theo các chuyên gia tử vi dự báo, tuổi Tý được chính quan hỗ trợ nên công việc rất mượt mà và suôn sẻ. Những người đang thi cử, xin việc, xin lên chức, tăng lương sẽ thuận lợi hơn người, cứ thế mà tiến hành công việc như dự định thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Tuổi Tý là một trong những con giáp vượng tài lộc ngày 25 tháng 9 năm 2022 âm lịch này. Vận tài lộc của những chú chuột cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bạn bắt tay vào những dự án kinh doanh mới. Công việc cũng đang trên đà thăng tiến thuận lợi, người tuổi Tý không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi các thần chính quan cũng sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Nhưng vận trình tình cảm thì ngược lại, vì lâm tương xung nên Tý hay cãi vã, gặp phải những người khiến bản thân bực bội, tình cảm vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Việc so đo tính toán không nên tiếp tục vì nó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Đường tài lộc chịu ảnh hưởng từ cục diện thủy khắc hỏa, cảnh báo con giáp này đi đâu cũng phải cẩn thận với tư trang cá nhân. Trước khi ra ngoài, nhớ khóa cửa cẩn thận, không cầm theo nhiều tiền, kẻo kẻ gian lấy mất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hai là tuổi Dần. Luận giải là số tử vi của người tuổi Dần cho thấy được thiên ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc, bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn. Tam hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai, người đó cũng sẽ yêu lại bạn. Nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về cách làm việc của tuổi Dần, cực kỳ khẳng khái và có uy tín. Đường tiền bạc nhờ mộc giữ hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm ăn xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Những người tuổi Mão hôm nay gặp chính ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. Bạn là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc trì trệ, cần lưu tâm điều này. Mặt tình cảm lâm tương phá nên cẩn thận gia đình bạn đang bị nói xấu, có tiểu nhân dòm ngó, đặt điều bôi nhọ. Gia đình bạn thế nào chỉ có bạn biết rõ nhất. Những lời đàm tiếu ngoài khi tuy gây ra sự ức chế nhưng nó không đáng để bạn quan tâm, bơ đi mặt sống. Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhờ mộc sinh hỏa. Không chỉ nguồn thu chính mà cả nguồn thu phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn. Ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4 là tuổi Thìn. Trong ngày hôm nay được thực thần cát tinh trợ giúp, công việc của những gia chủ tuổi Thìn khá lộc lá, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh hoặc có nghề tay trái. Những người tuổi Thìn là con sáp sống có kế hoạch, cách làm việc được lòng người, không có điểm gì đáng chê trách. Có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể. Chuyện tình cảm khởi sắc nhờ hỏa thổ tương sinh, vì cuộc sống nhạt nhẽo và lòng người khó đoán nên Thìn đối nhân xử thế rất khéo léo. Có thể bạn ghét người ta nhưng không thể hiện ra mặt để tránh được họa. Gia đình yên ổn cũng nhờ tính cách của Thìn. Tình hình tài chính có biến động nho nhỏ, có thể con sắp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bản mệnh biết hài hòa, hài lòng với thực tại nên lộc cứ thế mà đến, nhà đều đều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5 là tuổi Thân. Được thiên tài chiếu vận có lợi cho những người có nghề tay trái, làm tài chính, xổ số. Bản mệnh sẽ có may mắn bất ngờ ngay trong ngày giữa tuần. Tuy nhiên đừng ham lợi ích lớn mà bỏ qua những việc nhỏ, làm như vậy công việc rất nhanh bị thụt lùi. Vì cục diện ngũ hành hỏa khắc kim nên gia đình tuổi này dễ có lục đục nhỏ, con cái bị lạc hoặc đi chơi không báo cho bố mẹ, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Bạn trở nên nhạy cảm hơn bình thường, điều đó có thể nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình. Thân nên cẩn thận với những quyết định liên quan đến tài chính trong ngày hôm nay. Bạn rất hào phóng, chi tiền không tiếc tay cho người khác, muốn che chở và chăm sóc mọi người. Song đấy cũng chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng bòn rút tiền bạc của bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6 là tuổi Tuất. Được thực thần chiếu cố, giúp cho những người tuổi Tuất làm công chức, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, quần áo, nhà hàng, làm thêm sẽ gặp may. Người càng sởi lở, vui tính thì trời càng cho lộc, làm gì cũng có người hậu thuẫn. Vì hỏa thổ tương xung nên con giáp này được khuyên nên quan tâm vào chuyện gia đình mình nhiều hơn để mọi người bình an. Rất may là con cái, cha mẹ của bạn vẫn yên ổn, bình an. Gia đình tuy không giàu nhưng biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, không ai chê được. Bên cạnh đó được tam hợp nâng đỡ nên tiền bạc của tuổi Tuất rất bình ổn, nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. Bạn sống khá biết điều nên tiền nong rất rõ ràng, không làm chuyện gian dối nên thu được quả ngọt. Dù có giàu cũng chẳng ai nói được bạn nửa câu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 25 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!